Hello everyone. Welcome to the lesson today. Today, we learn Unit 4. This is my mom. Sarah's and letters J, K, L. Before learning, do you want to warm up with me? Okay, now stand up, watch the video, sing and dance. Search for Ping Pong on YouTube. Search for Ping Pong on YouTube. Ping Pong. Ping Pong. Alphabet J. Alphabet Let's go. J. J, J, J. J, J, J. J, J, Jar. J, J, Jar. J, J, Jewel. Alphabet K. Here we go. K, K, K. K, K, kiss. K, K, kiss. K, K, kitten. K, K, kitten. K, K, kick. K, K, kick. K. Alphabet L. Go, go, go. L, L, L. L, L, L. L, L, lion. L, L, lion. L, L, love. L, L, love. L, L, letter. L, L, letter. L. Hi there! Hope you enjoyed the video. Subscribe to our channel and be the first to see our newest videos. Click here to subscribe! Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các con nhận biết chữ in hoa và chữ thường của các letter J, K, L và phát âm được các âm J, K, L. Firstly, we learn letter J. Now look at the letter. Is the uppercase of letter J? And is the lowercase of letter J? Now, listen and say the sound. J. 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 Look, listen, and repeat. In this picture, I'm going to do example. Listen to me first, okay? Just listen. J. Jug. J. Jug. J. Jug. J. Jug. J. Jug. J. Jug. Now listen and repeat. J. Jug. J. Jug. J. Jug. J. Juice. J. Juice. J. Juice. J. Jam. J. Jam. J. Jam. Let's reveal. Now look at the pictures. Listen and say. J. J. Jug. J.
Juice. J. Jam. Listen and chant. To remember the words, now listen and chant with me. Juice, juice, juice. Juice in a jug. Ja, ja, ja. Juice in a jug. Jug, jug, jug. Juice in a jug. Ja, ja, ja. Juice in a jug. Okay, you can practice more by my instruction. Các con có thể luyện tập thêm dựa vào đường link hướng dẫn của cô. Chọn track 53 và đọc theo nhịp điệu nhé. Now, circle letters J. In this exercise, you have to find letters J in the words and circle. Bài tập này, các con sẽ khoanh tròn vào chữ cái J có trong các từ nhé. There's one example. Đây là ví dụ. Now, do the exercise. Bây giờ, các con hãy nhấp chuột tạm dừng video để làm bài tập. Sau khi làm xong, các con nhấp chuột tiếp tục bài học nhé. Now, let's check the answer. Bây giờ, chúng ta cùng sửa bài tập nhé các con. Cô có câu đầu tiên. Choose, choose, choose. Ba từ này đều có chứa letter J. Chúng ta khoanh tròn lần lượt. Tiếp theo, choose in the jug. Chúng ta có từ choose, có letter J. Từ jug cũng có letter J. Next one. Jug, jug, jug. Cả ba từ này đều chứa letter J. Chúng ta circle. Và câu cuối cùng. Choose in the jug. Từ choose có chứa letter J và từ jug chứa letter J. Next, we learn letter K. Look at the letter. It's the uppercase of letter K. And it's the lowercase of letter K. Now, listen and say the sound. K. 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 Look, listen and repeat. K. Kangaroo. K. Kangaroo. K. Kangaroo. K. Key. K. Key. K. Key. K. Kite. K. Kite. K. Kite. Now we review. Look at the pictures. Listen and say. K. K. Kangaroo. K. Key. K. Kite. To continue this lesson, we learn letter L. Look at the letter. It's the uppercase of letter L. And it's the lowercase of letter L. Now, listen and say the sound. L. L. L.
Look, listen, and repeat. Lion. 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 Lollipop. 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 Lemon. 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 Now we review some words. Look at the pictures. Listen and say. Lion. Lollipop. Lemon. Now listen and chant with me. Katie the kangaroo has a key. K k k k k k. Look at the lion with the lollipop. L l l l l l. Now circle letters K and L. In this exercise, you have to find letter K and letter L in the words and then circle. Bài tập này, các con hãy tìm letter K và letter L có trong các từ, sau đó khoanh tròn. There's one example. Đây là ví dụ. Now, do the exercise. Bây giờ các con hãy nhấp chuột tạm dừng video để làm bài tập. Sau khi hoàn thành xong, các con nhấp chuột tiếp tục bài học nhé. Now, let's check the answers. Bây giờ chúng ta cùng sửa bài nhé. Bài tập này yêu cầu chúng ta khoanh tròn vào chữ cái K và L có trong các từ. Chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Từ Katie, cô đã làm mẫu. Tiếp theo cô có từ thứ hai, kangaroo, chứa letter K. Từ thứ ba cô có key, chứa letter K. Từ thứ tư cô có look, chứa letter L và cả letter K. Cho nên chúng ta khoanh tròn cả hai letter nha các con. Từ thứ năm cô có từ lion, chứa letter L. Và từ cuối cùng, từ thứ sáu là từ lollipop. Từ lollipop này chứa 3 letter L. Chúng ta khoanh tròn lần lượt 3 letter L nha các con. Bây giờ các con hãy sửa bài của mình nhé. Time to do exercises for this lesson. Exercise number 1. Write the letters. Bài tập này các con viết các chữ cái nhé. Now do the exercise. Bây giờ các con hãy nhấp chuột tạm dừng video để làm bài tập. Sau khi làm xong các con nhấp chuột tiếp tục bài học nhé. Exercise number 2. Trace the words, then copy. Ở bài tập này, các con hãy đồ đậm các chữ và viết lại từ vào dòng bên cạnh. Now, do the exercise. Bây giờ, các con hãy nhấp chuột tạm dừng video để làm bài tập. Sau khi làm xong, các con nhấp chuột tiếp tục bài học nhé. Exercise number 3. Circle the first letter. Bài tập này, các con hãy khoanh tròn chữ cái đầu tiên của các từ. Example, cô có ví dụ number 1, choose, bắt đầu với letter J. So we circle letter J.
Now, do exercise. Bây giờ các con hãy nhấp chuột tạm dừng video để làm bài tập. Sau khi làm xong, các con nhấp chuột tiếp tục bài học nhé. Now, check the answer with me. Sửa bài tập cùng với cô nhé các con. Number 2. Lion begins with letter L, so we circle letter L. Number 3. Key begins with letter K. Number 4. Lollipop begins with letter L. Number 5. Jam begins with letter J. Number 6. Kangaroo begins with letter K. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các bạn có một tiết học thật là vui tươi và bổ ích. Cô cảm ơn tất cả các bạn. Thank you for your attention. Goodbye. See you soon.